website Đào Tạo Forest xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên Trung Tâm Đào Tạo Forest. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website Đào Tạo Forest.com. Tôi xin được chia sẻ và minh chứng bằng giá trị thực tiễn trên thị trường của bản thân tài khoản của bản thân tôi. Tài khoản này được nạp tiền vào ngày 21 tháng 4 năm 2021 và được bản thân tôi giao dịch trực tiếp trên thị trường và chia sẻ đến nhà đầu tư. Và cho đến nay thì toàn bộ những giá trị tài khoản này trên thị trường tôi đã rút toàn bộ tiền về ở trên thị trường không còn vướng lệnh và giá vẫn đang chạy trên thị trường bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch forex phải thấy rõ được những giá trị minh chứng bằng thực tiễn từ chính những giao dịch thực tế trên thị trường và bằng chính những tài khoản của bản thân họ chia sẻ ra trên thị trường giao dịch forex để chúng ta nhìn nhận chúng ta đánh giá và chúng ta trực tiếp thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Không có chuyện giao dịch được mà không chịu chứng minh bằng những giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rằng chẳng có chuyện thay dạy Forex hay áo quân Forex thế giới hoặc Pro Trader ra ngoài giao dịch ở trên thị trường mà không chịu minh chứng bằng tài khoản hoặc bằng chính những giao dịch thực tế của bản thân họ trên thị trường. Và đây, hôm nay tôi đã rút về 3.700. 560 mấy đô đó bản thân các bạn khi tham gia giao dịch thực tế trên thị trường cần phải hiểu rõ điều này tài khoản không có quan trọng rằng tài khoản của bạn lớn hay tài khoản của bạn nhỏ mới có thể giao dịch được tài khoản lớn mà đánh lệnh nhỏ thì xin lỗi nhà đầu tư các bạn không hiểu không có khả năng giao dịch thực tế trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư chỉ là chết chậm hơn mà thôi mà có khi các bạn cũng có chết nhanh chẳng khác gì tài khoản mà các bạn lớn, các bạn đánh lệnh lớn hoặc là nhỏ, các bạn đánh nhiều lệnh nhỏ mà thôi. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường. Chúng ta tham gia trải nghiệm trên thị trường, chúng ta cần phải hiểu biết, chúng ta cần phải đánh giá, chúng ta cần phải thấy rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Có như vậy thì chúng ta mới biết được rằng đâu là những người giao dịch được thật sự ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư hiểu được rõ về những giá trị thực tế này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận lại không có chuyện áo quân Forex thế giới hay Roll Trader hoặc thầy dạy Forex hoặc là chủ các kênh Youtube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chỉ chia sẻ cho chúng ta những giá trị được gọi là chiến lược, bắn lệnh hoặc cho tín hiệu trên thị trường mà đòi rằng người đó có thể giao dịch được ở trên thị trường xin lỗi nhà đầu tư. Tất cả những giá trị như vậy là những giá trị lừa đảo, bị bợm không chứng minh được tài khoản là lừa đảo, là bị bợm giao dịch được thì phải chứng minh được giao dịch không được sẽ không có tài khoản để bạn chứng minh đó là lý do mà tại làm sao nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm ở trên thị trường không bao giờ thấy được những bọn lừa đảo bị bợm ngoài kia chứng minh cho nhà đầu tư thấy về những tài khoản và những giao dịch thực tế của bản thân chúng và bản thân nhà đầu tư cần phải hiểu rõ rằng Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi góc khuất ở trên thị trường để nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá về toàn bộ những giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường này rất nhiều kẻ nói về chiến lược, nói về kiến thức, nói về phương pháp, nói về kinh nghiệm nhưng thực tế ra rằng những giá trị chiến lược, giá trị phương pháp, kiến thức và kinh nghiệm đó không bao giờ được bản thân chúng áp dụng và trong thực tế thành công để chia sẻ để minh chứng để dẫn chứng để cho nhà đầu tư kiểm chứng về những giá trị đó. Chính vì vậy tại làm sao rất nhiều nhà đầu tư Forex đã phải từ nạn trên thị trường về đầu tư Forex này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá về thực tế của những vấn đề này trên thị trường về đầu tư. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này và nhà đầu tư nên nhớ rằng tài khoản không cần lớn mà quan trọng nhất là các bạn phải đánh giá được những người chia sẻ về kiến thức, chia sẻ về kỹ năng, chia sẻ về À, phương pháp đó họ vận dụng ở trong thực tế họ đánh cho chúng ta họ minh chứng cho chúng ta họ dẫn chứng để chúng ta kiểm chứng chúng ta đánh giá trong cả một khoảng thời gian dài có như vậy chúng ta mới thấy rõ được rằng đâu là những giá trị thực tiễn nhất trên thị trường tôi là trần quốc bình chủ website đào tạo forex.com người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận đánh giá toàn bộ những giá trị này trên thị trường xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư